Kinh văn. Lại nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo, thì khi thức ăn chưa làm xong, cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ dung giải nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chẳng được ăn trước. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó trọn không được trợ lực nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng, giữ gìn tinh sạch đem dâng cúng cho Phật cùng tăng, thì trong bảy phần công đức, người chết hưởng được một phần. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi diêm phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể thiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Nói lời này xong, tại cung trời Đao Lợi, có ngàn muôn ức Na-do-tha quỷ thần của cõi diêm phù đề đều phát tâm bồ đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra. Lược giảng, Địa Tạng Bồ Tát lại bảo trưởng giả đại biện rằng: Lại nữa, này ông trưởng giả, nay ta sẽ vì ông mà nói cặn kẽ hơn. Sau khi những chúng sanh gây nghiệp tội như thế mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc vì họ mà làm chay cúng dường để trợ giúp nghiệp đạo. Sau khi những chúng sanh đã từng gây tạo nghiệp tội nói trên qua đời, thân nhân bạn bè của họ có thể đứng ra thay họ mà làm một bữa ăn chay tương tất và thành kính cúng dường tam bảo để giúp cho nghiệp đạo của họ. Nghiệp đạo này tất nhiên là ám chỉ ác nghiệp, do đó trợ giúp nghiệp đạo tức là giúp cho người chết được nhẹ bớt ác nghiệp. Thì khi thức ăn chưa làm xong cùng trong lúc đang làm, chớ có đem nước gạo, lá rau đổ dung giải nơi đất, cho đến các thứ đồ ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chẳng được ăn trước. Trước lúc thọ trai hoặc sau khi làm xong các thức ăn, quý vị không nên tùy tiện đổ bỏ nước gạo và vứt bỏ rau cải một cách bừa bãi. Lại nữa, khi các thức ăn chay đã nấu nướng xong, nếu chưa đem cúng Phật và chư tăng chưa dùng tới, thì quý vị không được tự mình ăn trước. Do đó tại chùa chiền hoặc Phật đường, bất luận quý vị làm món ăn gì để cúng dường, thì đều phải dâng cúng Phật trước. Thông thường, vào ngày Đức Phật đản sanh thì mọi người nấu vài món ăn chay tinh khiết, thanh đạm để cúng dường Phật. Sau khi cúng Phật rồi thì mọi người mới cùng nhau ăn. Ở Trung Hoa, người ta thường bày ba chén cơm đầy và thức ăn để cúng Phật. Đây cũng cần phải sắp đặt cho đàng hoàng ngay ngắn, chứ không được tùy tiện để sang một bên hoặc muốn đặt đâu thì đặt. Ví dụ, nếu cúng ba chén cơm thì phải trang trọng đặt nghi ngắn ở chính giữa bàn thờ ngay trước tượng Phật. Ba chén nằm thẳng hàng, khoảng cách đều nhau tương tất trịnh trọng. Cúng trái cây cũng phải trịnh trọng như vậy. Phía trước tượng Phật, nơi sắp đồ cúng, thì không được để những đồ khác bừa bãi, đó là biểu thị cho lòng cung kính. Nếu quý vị tùy tiện để đồ vật trên bàn thờ Phật, tức là không cung kính Phật. Vì sao? Lấy thí dụ, nếu quý vị để một đống đồ ngổn ngang bừa bãi ngay trước mặt một người nào đó, thì hẳn nhiên là người ấy sẽ cảm thấy bực bội, không vui rồi. Nếu gặp những kẻ quen thói bê bối cẩu thả như heo như chó, thì không nói làm gì. Nhưng nếu nhầm người thích ngăn nắp sạch sẽ mà quý vị để đồ đạc lung tung trước mặt họ, thì họ sẽ bực bội ngay. Hơn nữa, Phật là một người thanh tịnh nhất. Do đó, việc quý vị đặt để các vật phẩm bừa bãi, thiếu tôn kính trước mặt Phật là điều không nên. Trước mặt Phật chỉ nên thiết đặt các cúng phẩm như hoa quả, thức ăn mà thôi, ngoài ra không nên để những thứ gì khác. Ngoài thông lệ dâng ba chén cơm và thức ăn cúng Phật, có khi người ta dâng cúng năm chén, bảy chén, chín chén hoặc nhiều hơn nữa, tùy theo tính cách của dịp lễ.
như vào dịp lễ cúng thiên chẳng hạn, mấy cái bàn đặt trước mặt tượng Phật đều toàn là thức ăn chay, được sắp đặt từng chén một, rất đàng hoàng tươm tất. Đâu ra đó cả, chứ không phải là dùng một cái bát thật lớn rồi bỏ chung mọi thứ vào đó để cúng. Hoặc mua một hộp bánh rồi thờ ơ để lên bàn thờ cho xong chuyện mà chẳng buồn mở ra. Bởi như thế không phải là cúng Phật mà là ô nhục Phật. Các phẩm vật dâng cúng cho Phật thì phải được mở ra cho đàng hoàng, không nên để nguyên cả bao bì giấy gói như thế mà đặt trên bàn thờ, bằng không đó không phải là cúng Phật. Đây là những vấn đề mà tất cả mọi người đều nên biết. Nếu quý vị dâng đồ cúng trước tượng Phật mà không mở ra, chỉ thuận tay đặt bừa một gói trên bàn thờ rồi thôi, thì đó là một hành vi bất kính, vô lễ. Bởi cho dù đem thức ăn cho bất cứ một người nào, quý vị cũng không đến nỗi dằn mạnh cái chén trước mặt người đó rồi nói cọc lóc, nè, ăn đi. Vì làm như thế thì người ta sẽ ăn không vô. Ở Trung Hoa có câu, quân tử bất thực, ta lai thực. Nghĩa là người quân tử không ăn cơm thí. Nhưng ngay cả đối với người ăn xin, khi quý vị cho họ chén cơm mà nói lời thiếu tế nhị, ê, ăn đi, thì họ cũng chẳng ăn đâu. Đó gọi là bất thực ta lai thực. Thế thì huống gì là việc cúng Phật, có nhiều người để nguyên cả gói quà lên bàn thờ không mở ra. Tôi bắt gặp rất nhiều lần như thế rồi. Có điều là tôi không có nhiều thì giờ để giảng về vấn đề này. Bây giờ Phật giáo truyền bá đến phương Tây, quý vị cần phải biết về các nghi thức hành lễ, các chén cơm thượng cúng, cúng ngọ nhất định phải sắp đặt cho nghi ngắn tươm tất, đúng nơi đúng chỗ, không được bạ đâu để đó, muốn đặt đâu thì đặt. Cúng hoa quả trái cây cũng vậy, bình hoa chưng trên bàn thờ cũng phải cân xứng trang trọng. Nếu đặt để không đúng vị trí, đáng lẽ ở góc này thì quý vị lại dời nó sang góc kia thì sẽ không đẹp, thiếu cân đối. Mọi việc đều cần phải có quy củ phép tắc. Nếu nói rằng có quá nhiều quy củ như thế thì làm sao mà nhớ cho hết đây? Nếu không nhớ được thì quý vị khỏi phải tu hành. Bởi tu hành tức là ở mọi nơi, mọi lúc đều phải đúng với giáo pháp và luôn luôn tuân theo khuôn phép nề nếp. Lại nữa, xuất gia thì có quy củ của xuất gia, tại gia thì có quy củ của tại gia. Vị đại đệ tử xuất gia trước nhất thì phải vâng lời sư phụ. Ngoài ra, vị đệ tử thứ nhì phải nghe lời của đại đệ tử. Còn vị đệ tử thứ ba thì phải nghe lời của đại đệ tử và nhị đệ tử. Không được, một vô sư trưởng, xem thường sư phụ cùng các sư huynh. Làm đại đệ tử mà không nghe theo sự giáo hóa của sư phụ thì gọi là một vô sư trưởng, không ai xem ai ra gì cả. Còn vị nhị đệ tử thì nhất định phải nghe theo sự giáo hóa của sư huynh và không được khinh mạng sư huynh. Nếu quý vị ở vào cương vị của vị tam đệ tử thì nhất định phải nghe lời của vị đệ tử thứ nhất và thứ nhì. Hai vị sư huynh đó có sai bảo việc gì thì quý vị nhất định phải vâng lời. Không vâng lời tức là không tuân quy củ. Nếu họ không bảo quý vị làm gì cả thì quý vị phải nhất định đừng làm, bằng không đó cũng là bất tuân quy củ vậy. Trong đoàn thể Phật giáo nhất định là có nhiều bậc sư trưởng, trưởng bối, nên quý vị không được một vô sư trưởng. Hễ quý vị xuất gia sau người ta, dù chỉ một ngày thì quý vị cũng phải làm sư đệ. Còn nếu quý vị xuất gia trước người ta một ngày thì quý vị sẽ thành sư huynh. Người nào xuất gia trước thì người đó là lớn hơn, người nào xuất gia sau thì người đó vai vế nhỏ hơn. Bất luận là tuổi tác chênh lệch bao nhiêu, cho dầu quý vị có 100 tuổi đi chăng nữa mà xuất gia sau thì cũng phải là sư đệ như thường. Lại nữa, mặc dù quý vị mới 1 tuổi nhưng nếu xuất gia trước thì quý vị sẽ thành sư huynh. Người xuất gia lấy ngày mình xuất gia làm ngày sinh nhật cho cuộc đời xuất gia của mình, rồi đến lúc lâm chung thì tính lại xem tăng lạp tuổi xuất gia của mình được bao nhiêu năm. Thí dụ có người thế thọ là 60
và tăng thọ là 40. Có nghĩa là người ấy tuổi đời sống được đến 60 tuổi và xuất gia được 40 năm. Đặc biệt là lúc thọ giới của người xuất gia, hễ ai thọ giới trước thì người đó làm sư huynh. Mặc dù là cùng đi thọ giới với nhau, quý vị vẫn phải gọi người vừa bước lên đàn thọ giới trước quý vị là giới huynh, và người thọ giới trễ hơn quý vị là giới đệ. Tuy nhiên, trong giới đàn thì mọi người đều xưng hô với nhau là giới huynh cả, chớ không dùng danh xưng giới đệ nữa. Đó là vì mọi người đều lễ phép lịch sự, cho dù giới đệ cũng được gọi là giới huynh. Ngoài ra, những vị xuất gia làm tiểu sa di trong chùa thì nhất định là phải nghe lời chỉ huy của các đại sa di. Nếu không nghe theo, tức là phạm thượng ngỗ nghịch bất hiếu, là phạm thượng tác loạn vậy. Quy củ của người xuất gia trong Phật giáo thì rất chú trọng đến trật tự trên dưới, chứ không tùy tiện, xù xả như người tại gia được. Người xuất gia không chỉ có đệ tử lạy sư phụ, mà ngay cả sư đệ cũng nên lạy sư huynh. Đừng như người Mỹ, cha mẹ anh em đều coi như không có liên quan gì với nhau, chẳng ai để ý tới ai cả. Chúng ta không nên như thế. Đã làm thân sư đệ thì phải như vậy. Ai biểu quý vị chịu làm sư đệ làm chi? Ai biểu quý vị xuất gia trễ, sao người khác làm chi? Quý vị xuất gia sao thì phải làm sư đệ, mà sư đệ thì phải kính trọng sư huynh. Nếu không kính trọng sư huynh, tức là phạm sai lầm, phạm quy củ của Phật đã dạy, về sau sẽ bị lửa thiêu chết. Tôi bình thường cũng không có thì giờ để giảng về các quy củ cúng Phật, cho nên cũng xòe xòa, thấy tạm được thì cũng thông qua, để xem coi quý vị thật ra là ngu si hay có trí huệ. Nếu quý vị là người có trí huệ, thì không cần phải đợi có người dạy bảo mới biết được. Từ trước tới nay, không có ai dạy cho tôi cả, nhưng tôi chỉ cần nhìn qua một thoáng là hiểu được ngay. Đối với những kẻ ngu si, cho dù quý vị tận tâm dạy dỗ, thì họ cũng không thể nào nhớ được. Vì thế, qua cách xử sự mọi việc, trong mọi lúc, ở mọi nơi của một người đều thể hiện được là người đó có trí huệ hay không. Như vậy, thức ăn chưa được dâng cúng cho Đức Phật cùng chư Tăng, thì mọi người không được ăn trước. Do đó, khi ăn uống ở chùa, cần phải đợi cúng Phật xong và người xuất gia cũng đã thọ dụng rồi, thì người tại gia mới nên cùng nhau ngồi ăn. Người tại gia tuyệt đối không được ăn trước người xuất gia. Không riêng gì việc cúng Phật mà luôn cả việc cúng dường tam bảo, mọi người đều phải theo đúng phép tắc như thế. Nếu ăn trái phép và không được tinh sạch kỹ lưỡng thì người chết đó trọn không được sự trợ lực nào cả. Giả sử quý vị không tuân giữ quy củ này mà ăn trước, hoặc là lúc nấu nướng lại cẩu thả lơ đễnh, không chú ý, không làm đàng hoàng, đó gọi là bất tinh cần, không được tinh sạch kỹ lưỡng. Cúng dường tam bảo thì không được lơ đễnh, bởi nếu quý vị cúng dường tam bảo một cách qua loa, cẩu thả, thì người chết sẽ chẳng hưởng được một mảy phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng cho Phật cùng Tăng, nếu quý vị có thể đặc biệt chú ý, hết sức cẩn thận, giữ gìn những thức ăn này được tinh sạch, rồi cung cung kính kính đem dâng cúng cho Đức Phật và chư Tăng, thì trong bảy phần công đức người chết hưởng được một phần. Năm ngoái chúng ta có tổ chức lễ truyền cúng, hôm đó tất cả đại chúng đều quỳ xuống và cùng nhau dâng thức ăn cúng Phật. Những món ăn chay được múc ra từng dĩa hoặc chén, rồi mọi người tuần tự truyền tay nhau dâng cúng và đặt lên bàn thờ Phật. Chùa đã thận trọng nấu nướng nhiều món chay để cúng Phật. Có tới cả 100 món khác nhau được đặt trong các khay vuông để mọi người truyền tay nhau dâng cúng. Ngoài ra, cũng có khi người ta dâng cúng Phật các sâu chuỗi tràng hạt hoặc y phục. Bất cứ thứ gì cũng có thể cúng dường cho Phật được cả. Có điều, đó phải là đồ mới và tốt đẹp, chứ không được đem những thứ mà mình không thích hoặc cũ kỹ hư hại dâng cúng cho Phật. Như có một ông nọ, ông ta mua bó rau mùi, ngò
đến cúng dường Tam Bảo. Nhưng có điều là ông ta đã lặt lấy phần tươi tốt để ở nhà dùng, rồi mới đem phần già và dai đến cúng dường tôi để tỏ ra rằng ông ta cũng biết cúng dường. Như thế thì hoàn toàn chẳng được chút công đức nào cả. Vậy nếu quý vị có thể vì người chết mà chuẩn bị các món chay một cách thận trọng và tinh khiết để cúng dường cho Phật cùng chư Tăng, thì trong 7 phần công đức người chết sẽ hưởng được 1 phần, còn 6 phần kia thuộc về người sống. Này ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người quyến thuộc chết, nếu có thể tiết trai cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì những người như thế, kẻ còn lẫn người mất, đều được lợi ích. Thiết trai, tức là tổ chức cúng trai và dùng toàn các món chay tịnh để cúng dường Tam Bảo. Chí tâm, tức là thành khẩn thiết tha đến cực điểm, không có gì hơn được nữa. Chính vì những lý do nói trên, cho nên tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nếu có thể vì cha mẹ hoặc bà con thân thích của mình đã qua đời mà làm chay để cúng dường Tam Bảo và thiết tha dốc lòng cầu khẩn, thì chẳng những người còn sống được sự lợi ích mà luôn cả người đã chết cũng được lợi lạc. Nói lời này xong, tại cung trời Đau Lợi có ngàn muôn ức Na Do Tha quỷ thần của cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Lúc Địa Tạng Bồ Tát dứt lời, đông đảo quỷ thần của thế giới Diêm Phù hiện diện tại Đao Lợi Thiên Cung đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ông trưởng giả đại biện làm lễ mà lui ra. Ông trưởng giả đại biện hướng về Bồ Tát Địa Tạng mà cúi lại, và hướng về Đức Phật cũng cúi đầu đảnh lễ rồi lui sang một bên. Thank you.